Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả tiếp tục cập nhật về tin nóng ở tỉnh Thất Bồng Lai như quý vị khán giả. Những tin sau đây mà bà con chắc có lẽ là cũng có thể cập nhật đâu đó trên báo chí, cũng như là những thông tin mà truyền thông đã đưa tin trong những ngày qua. Và hôm nay là một cái tin mà mọi người hết sức là quan tâm, đó là thêm một người thứ sáu ở tỉnh Thất Bồng Lai bị khởi tố bắt tạm giam. Chắc có lẽ quý vị khán giả cũng đã từng biết cái vụ mà xảy ra giữa ông Thắng bà Mai đến tỉnh Thất Bồng Lai đi tìm Diễm My đó quý vị. Chắc có lẽ thời điểm đó thì quý vị khán giả có hai phe đối lập với nhau. Có nghĩa là một số những bà con, những người fan hâm mộ của tỉnh Thất Bồng Lai, đó là thiền am bên bờ vũ trụ đó quý vị khán giả, đã kêu gọi đồng thời là ủng hộ bên là những người tu hành tại gia, đó là tỉnh Thất Bồng Lai mà do ông Lê Tùng Vân cầm đầu như quý vị khán giả. Thì tới ngày hôm nay những người này thực sự là ngã ngửa, và trong đó có một YouTuber gọi là nắm mốc của quý vị khán giả đã từng có những lời khiêu khích cũng như là lời nói khó nghe với thầy Thích Nhật Từ ở Việt Nam. Và cô này thì cũng không phải dạng vừa đâu quý vị khán giả, từng ở tù chính trị và hiện tại thì đi sang Mỹ đó quý vị khán giả. Chắc có lẽ là hai đứa con gái của cô này cũng chuẩn bị đưa về tỉnh Thất Bồng Lai để tu hành, và cổ cũng đi bên Mỹ làm để dành dụm tiền tích góp để nuôi những người trong tỉnh Thất Bồng Lai. Không biết có làm được điều đó hay không, nhưng mà suốt thời gian qua nắm mốc này có những lời lẽ khó nghe đối với những người bậc thầy chân tu ở Việt Nam, cũng như là một số người đã lên tiếng về tỉnh Thất Bồng Lai. Thì quý vị khán giả cũng đã biết rồi, trong cái thời điểm mà ông Thắng bà Mai tìm tới tỉnh Thất Bồng Lai để tìm con gái của mình thì xảy ra vụ việc trong mấy chục người đi tìm và xảy ra xô xát giữa Lê Thanh Nhị Nguyên, đã từng bị dư luận phẫn nộ yêu cầu bà Châu Vinh Hóa, 46 tuổi, ngụ ở Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, là họ hàng của Diễm My, trong cái thời điểm đó thì đi tới tỉnh Thất Bồng Lai để tìm Diễm My, thì hai bên có sự xô xát. Thì sau khi Nhị Nguyên đã bị thương tích, khi mà ra tòa án thì yêu cầu bồi thường là 3,3 tỷ đồng cố ý gây thương tích, do Tòa án Nhân dân tỉnh Long An xét xử phúc thẩm vào ngày 10 tháng 12 năm 2021 đó quý vị khán giả. Chắc có lẽ quý vị khán giả cũng còn nhớ một cái vụ án xảy ra, một sự nhầm lẫn trong cái nhóm của ông Thắng đến tìm con gái Võ Thị Diễm My, bỏ nhà ra đi xuống tu hành ở tỉnh Thất Bồng Lai. Bây giờ là tỉnh Thất Bồng Con rồi quý vị khán giả ơi. Khi mà xảy ra giữa nhóm của ông Thắng bà Mai đến tìm con và cái nhóm ở tỉnh Thất Bồng Lai, trong đó là có Nhị Nguyên, thì Nhị Nguyên cầm cái đồ chơi bằng nhựa ném trúng đầu của bà Châu Vinh Hoa. Do bức xúc bị tấn công nên bà Hoa cầm miếng gạch men ném lại trong nhóm người tỉnh Thất Bồng Lai, thì đã trúng vào Lê Thanh Nhị Nguyên gây thương tích với tỷ lệ là 13%. Thì anh chàng Nhị Nguyên này yêu cầu bà Hóa bồi thường 3,3 tỷ đồng do ảnh hưởng đến thẩm mỹ trên vùng mặt. Thì trong cái thời điểm đó là bà con vô cùng phẫn nộ quý vị khán giả về việc Nhị Nguyên yêu cầu bồi thường như thế. Và chắc có lẽ thì quý vị khán giả cũng đã biết, mới đây bà Cao Thị Cúc, chủ hộ của tỉnh Thất Bồng Lai, cũng đã bị khởi tố bắt tạm giam là người thứ năm. Thì ngày hôm nay là chiều ngày 27 tháng 5 có một cái thông tin về tỉnh Thất Bồng Lai thêm một người thứ sáu bị khởi tố bắt tạm giam, đó là Lê Thanh Nhị Nguyên. Lê Thanh Nhị Nguyên này là cái người của tỉnh Thất Bồng Lai trong suốt thời gian qua, sau khi 5 người đã bị bắt tạm giam thì Lê Thanh Nhị Nguyên ở nhà đã là live stream rồi chia sẻ những cái hình ảnh riêng tư ở tỉnh Thất Bồng Lai cũng như là trên YouTube, trên nhiều mạng xã hội khác đó quý vị khán giả. Thì hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An cho biết là vừa tống đạt khởi tố bị can
bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Thanh Nhị Nguyên, 29 tuổi, ngụ ở 191A, ấp Lập Thành, huyện Đức Hòa, Long An, để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân theo điều 331 của Bộ Luật Hình Sự. Thì hôm nay là thêm một người nữa đã bị bắt tạm giam. Vừa rồi quý vị khán giả thấy là bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi đó, là chủ của tỉnh Thất Bồng Lai đó quý vị khán giả, cũng đã bị bắt tạm giam rồi. Hôm nay là người thứ 6, Lê Thanh Nhị Nguyên nối quốc theo sau. Và cơ quan an ninh điều tra đã xác định được Lê Thanh Nhị Nguyên đồng phạm trong vụ tỉnh Thất Bồng Lai thực hiện nhiều hoạt động đăng tải trên nền tảng xã hội giống như là YouTube, rất nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc nhằm bôi nhọ nhiều tổ chức cá nhân. Bị can này cũng là đồng phạm trong nhiều hàng loạt tội phạm của nhóm tỉnh Thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân cầm đầu. Bị can này từng bị dư luận phẫn nộ trong cái thời gian mà bắt bà Hóa bồi thường là 3,3 tỷ đồng đó quý vị khán giả. Thì ngày hôm nay vụ án tiếp tục điều tra cũng như là làm rõ vì sao những người trong tỉnh Thất Bồng Lai lại lần lượt vào nhà đá. Thì hôm nay báo chí cũng đồng loạt đưa tin điều tra về hành vi hành hạ trẻ em trong tỉnh Thất Bồng Lai như thế nào. Thực sự nghe tới đây hết sức là rùng rợn. Mọi người cũng đã biết rồi tất cả những gì chia sẻ trên đài truyền hình cũng như đi thi thách thức danh hài đó, năm chú tiểu mồ côi ở đâu đó, lụm nhặt về ở đâu. Nhưng mà thật sự những đứa trẻ này theo chia sẻ của báo chí cũng như là công an đã xác minh là năm đứa trẻ này đều có mẹ sống cùng chứ không phải trẻ mồ côi như là những người trong tỉnh Thất Bồng Lai đã chia sẻ. Và ông Lê Tùng Vân là cái tội cầm đầu trong cái nhóm này quý vị khán giả. Thì ngày hôm nay là công an đã điều tra làm rõ hết rồi, cho nên là lần lượt những người còn lại trong tỉnh Thất Bồng Lai để tiếp tục. Và hôm nay thì Lê Thanh Nhị Nguyên cũng đã bị tố cáo và đã bị bắt tạm giam và hành vi về hoạt động lợi dụng trẻ em để phục vụ trong quá trình mà đăng nhiều nội dung trên mạng xã hội xuyên tạc sự thật và nhiều vấn đề kêu gọi từ thiện trục lợi cá nhân cho tỉnh Thất Bồng Lai. Cơ quan chức năng đã làm việc với một số người trong tỉnh Thất Bồng Lai là ép buộc nhiều trẻ em từ độ tuổi 3 tới 7 tuổi phải học nhiều bài vở do chính những người trong tỉnh Thất Bồng Lai soạn ra để phục vụ mục đích riêng của mình. Nếu các em này không học thuộc hoặc là không nghiêm túc sẽ bị những người này có những cái hành động hành hạ. Đây là cái nguồn tin mà cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra về vấn đề này. Và gần đây thì cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã đi tìm Võ Thị Diễm My, thực hiện theo yêu cầu đơn của gia đình ông Võ Văn Thắng và bà Mai là cha mẹ ruột của Diễm My. Thì họ cho rằng là Diễm My được xác định là bị hại trong số người tỉnh Thất Bồng Lai này. Họ trong cái thời gian mà ở tỉnh Thất Bồng Lai đồi tu hành đó quý vị khán giả. Thật sự cái điều này làm cho cộng đồng mạng bức xúc. Mà tới ngày hôm nay thì đi tìm Diễm My vẫn chưa có tung tích trong thời gian này. Thì báo chí cũng đồng loạt chia sẻ tất cả bà con cộng đồng, nếu thấy Diễm My ở nơi nào thì xin báo về cho cơ quan chức năng để họ tiếp tục hỗ trợ và điều tra về vụ Diễm My đã mất tích trong mấy năm vừa qua. Và tháng 5 vừa qua thì vào ngày 12 đó quý vị khán giả, công an ở tỉnh Long An cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi, là chủ của tỉnh Thất Bồng Lai đó quý vị khán giả. Thì bị can Cúc được xác định là cái người cầm đầu trong tỉnh Thất Bồng Lai cùng với ông Lê Tùng Vân thực hiện nhiều hoạt động gây ra tội phạm ở nơi này. Thì chắc có lẽ là đã rõ ràng rồi, những cái tội danh trên thì quý vị khán giả thấy là nhiều người trong tỉnh Thất Bồng Lai cùng với bị can ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, khởi tố bắt tạm giam 3 tháng đối với 3 bị can nữa. Đó là Lê Thanh Hoàng Nguyên, 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi và bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi. Hôm nay thì bắt thêm một người nữa là Lê Thanh Nhị Nguyên, 29 tuổi. Thì quý vị khán giả thấy là những người trong này là họ hàng với nhau đó, anh em với nhau như thế nào mà còn lại lê hết
và tất cả những người này cứ trên nhau tuổi 2 tuổi hết. Thì bây giờ quý vị khán giả thấy là mọi việc đã rõ, và ở cái video sau Phương Văn sẽ chia sẻ cho các bạn một cái thông tin mà mọi người hết sức là sốc luôn đó quý vị khán giả. Bà Cao Thị Cúc với ông Lê Tùng Vân đẻ ra những ai, quý vị khán giả? Đó là điều tra của phía công an. Bây giờ cộng đồng trong và ngoài nước họ vô cùng bức xúc cái nhóm người giả sư này giả tu hành tại tỉnh Thất Bồng Lai, để trong dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm thời gian vừa qua, để cho hai bên những người thì chỉ trích tỉnh Thất Bồng Lai là những người đã hiểu và đã đi đúng sự thật, còn những người u mê gọi là phân của tỉnh Thất Bồng Lai bây giờ mới ngã ngửa. Và trong một số đó thì những mạnh thường quân đã từng giúp đỡ cho tỉnh Thất Bồng Lai vì nói ở nơi đây là trẻ mồ côi gì đó, năm chú tiểu trẻ mồ côi, và những người trong đó toàn đi lượm lật trẻ mồ côi không. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì quý vị khán giả thấy người thứ 6 trong tỉnh Thất Bồng Lai đã bị bắt tạm giam rồi. Thì chúng ta hãy chờ tới ngày 3 tháng 6, có nghĩa là vài ngày nữa thì hết hạn, gia hạn cái thời gian là bắt những người này đó quý vị khán giả. Thì cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An quyết định gia hạn thời gian cấm những người này đi ra, cấm ông Lê Tùng Vân ấy chứ. Lê Tùng Vân á, là không có đi khỏi nơi cư trú, và gia hạn bắt tạm giam đối với ba cái người trước đó là Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương và Lê Thanh Hoàng Nguyên đến ngày 3 tháng 6. Thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi. Và cái video tiếp theo Phương Văn sẽ chia sẻ bà Cao Thị Cúc và ông Lê Tùng Vân đẻ ra những đứa con nào. Và ở đó thì cũng có đã xét nghiệm ADN rồi, báo chí cũng đã chia sẻ vấn đề này. Và những cái thông tin này sợ trôi qua thì Phương Văn xin phép chia sẻ lại cho quý bà con, cô bác để nắm rõ thông tin những ai mà đã lầm lạc, những ai mà đã lỡ tự giúp cho tỉnh Thất Bồng Lai trong suốt thời gian qua, thì cũng hiểu rằng là những người trong đây là giả sư giả tu hành lừa gạt cộng đồng mạng trong và ngoài nước để có cái số tiền trục lợi cá nhân cho riêng mình. Tới ngày hôm nay thì cả vợ chồng con cái những người trong tỉnh Thất Bồng Lai gọi là một đại gia đình của thiền am bên bờ và vũ trụ đó, thì lần lượt đi vô nhà đá người thứ 6 quý vị khán giả, còn những người còn lại thì sao? Và video sau thì Phương Phan sẽ chia sẻ về một cái người trong tỉnh Thất Bồng Lai, đó là Lê Thanh Quyền Trang. Thì mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi video sau để chúng ta nắm những thông tin ở tỉnh Thất Bồng Lai diễn biến ra từng ngày theo cơ quan điều tra công an đã chia sẻ và báo chí đã đưa tin như thế nào. Trong những người mà trong đó thì có phải là vô tội hay không? Quý vị khán giả hãy tiếp tục theo dõi. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức. Chúc quý vị khán giả một ngày mới bình an. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.